Trung Trần Mô Tô xin chào tất cả anh em đam mê xe phân khối lớn trên cả nước ha. Rồi hôm nay Trung lại về một em cực kỳ là siêu phẩm luôn. Đó là em Honda CB650R 2024 Black Edition. À, full lắc nha anh em. Phuộc cũng màu đen ha. Đây, sản xuất 2023. Đó, nhưng mà đăng ký 2024 nha cả nhà. Mọi thứ chi tiết đều còn rất là mới. Odo bất ngờ đi được 900 km bao check hãng. À, cái này là mua từ chính chủ nên anh em có thể kiểm chứng, check hãng thoải mái. Hai chìa full đầy đủ. À, nhìn cái độ mới của chìa và cả cái mã vạch là còn trên chìa luôn, chứng tỏ là ít ít đụng chạm vào chìa khóa lắm. Tem năng lượng mọi thứ còn đầy đủ ha. Con xe 900 cây thì không có gì để mà quảng cáo quá trời nhiều, chỉ để cho anh em chiêm ngưỡng trực tiếp qua clip ở bộ khung chống đổ, nhìn rất chắc chắn ha. Evotech bảo vệ cách nước và một số chi tiết được nhúng carbon nha. Đó, mỏ dè dè trước dè sau, đuôi biển số được nhúng carbon. Xe 900 cây nhìn rất là sướng ha. Vỏ nè, phuộc nè, cặp đĩa nè, bảo vệ két nước, cổ bô, mọi thứ nhìn nhìn đều rất là sáng láng và cực kỳ là ở dưới gầm lốc máy là rất là sạch, vì đã được đi máy đâu nha mọi người, đâu được đi máy đâu. Đó, anh em xem hình nè, ốp carbon ngay cái chỗ mà mình xiết xiết hai cái đùi vào nữa bên hông xe để nhìn sướng. Này ốc à, bát là chưa tăng sên luôn, phuộc sâu mới tinh, phuộc đen nha. Đây cái này cũng nhúng carbon nè mọi người, biển số Sài Gòn luôn, biển số thành phố Hồ Chí Minh, thuế rút nhập toàn quốc chỉ có 1% và không có tốn tiền biển số toàn quốc. Con xe quá mới đi, không có gì để tả. À, và con xe này Trung bán rất là tiết kiệm nha, tiết kiệm được cả mấy chục triệu so với mua xe mới. À, chỉ bán với giá là 216 cành, 216 cành nha mọi người. Đó, 216 cành nên anh em cứ suy nghĩ muốn chơi Black Edition 2024 biển số Sài Gòn thì liên hệ với Trung. À, xem xe tại đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, và liên hệ với Trung qua số điện thoại 0932 111 288. Rồi xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. À,